Mà lúc nãy bên này tôi thấy có nhiều máu lắm mà sao đâu hết rồi? Không thấy có máu nữa nhỉ? Không thấy có máu không ạ? Không thấy có máu, không thấy có máu gì cả. Mấy bình máu vừa nãy tôi thấy ở trên này đâu hết rồi? Ồ, ở đây vẫn còn đấy nè. Đạn shotgun luôn này. Còn thừa nhiều chỗ lắm, tha hồ đi. Đây, máu đây. Không có cái gì trên này đã hết chưa? Ok, như là có vẻ ok rồi đấy. Tầm này là có khi là đi bắn nhau rồi đấy. Tầm này các bạn biết thiếu gì không? Tầm này là đang thiếu khẩu shotgun đấy, đấy. Tôi cần một khẩu shotgun tầm gần. Như kiểu là dạng khẩu MG7 đấy các bạn. Phải khẩu đấy thì nó mới khỏe được. Còn lại chứ mấy khẩu khác nữa, mẹ tôi thấy yếu lắm, không thua. Máu này, vừa nãy có một thằng bên kia nó bắn tôi, vứt mẹ đi, cũng lại nhầm. Không tí lại nhầm, lại cứ lôi ra bắn thì mệt lắm. Có nòng giảm thanh này. Nòng giảm thanh này chỉ dùng được mấy khẩu súng trường thôi. Giờ trước tiên là tôi phải vào bo rồi đã, tính sau. Như cái xe tính kia tôi cũng có cái bộ skin của nó đấy. Bộ bo skin của nó ấy. Và thính nhặt cái phụ kiện giáp toàn phần thì cho nó khỏe. Nãy giờ chưa gặp thêm thằng nào nhỉ? Nãy giờ gần đấy chỗ tôi thì có một thằng nữa đấy. Nhưng mà bây giờ vào đây lại đéo gặp thằng nào nữa cả. Lại mở 1887 hả mày? Đạn súng trường này, đạn súng ngắm này. May bắn mẹ AWM có khi là khỏe ấy chứ. Bắn một viên thôi có khi lại mạnh vãi cả đái ra. Hay thay mẹ bắn AWM nhỉ. Bắn mẹ khẩu ốp đi tôi thấy mạnh đấy. Nhặt mẹ ốp một bắn. Sợ cái đéo gì. Cũng là coi như trải nghiệm thôi. Đây, thay cái này vào đây để cho cái này nòng lên vào hai. Thay luôn cái này vào. Vứt hết đạn súng trường đi. Tầm này như này là hạng nặng là đủ rồi. Có khẩu màu 18.7 luôn này. Rồi, tôi đủ phụ kiện rồi. Đây, có mấy cái phụ kiện này là ok rồi nhá. Bắn vào người 100 mấy viên đấy không ạ? Đau vẽ cả đái đấy, đéo đùa đâu. Còn 11 người trong bo cả. Em vòng bo tiếp theo nó nằm đâu? Ồ, vòng bo vẫn còn to lắm. Vòng bo vẫn còn rộng lắm không ạ? Thoải mái. Xem đằng kia nó ở đâu cái ta. Ta đợt này khu này vắng đấy nhở. Phải cả một khu rộng này mà chẳng đều có người à. Tôi bỏ khẩu kia lại rồi. Bắn AWM cho nó khỏe. Toàn một viên là chết không à. Này có gì không ta? Tìm kiếm khẩu MG7 thôi. Khẩu đấy bắn nó nhiều đạn. Mẹ bắn khẩu này mà bắn trượt cái. Mẹ nó bắn chết luôn đấy. Đây rồi. Khẩu này có cần. Ô đéo có phụ kiện này này. Vào bo nhanh, vào bo nhanh đã. Tính sau. Và bo được rồi tính tiếp. Vẫn chưa vào bo cả. Mày làm xa thế nhở. Có một thằng vừa nãy ở ngoài bo này mà. Nó đâu rồi nhở? Bị vứt mẹ ăn phụ kiện hết đi vừa nãy rồi. Mà thấy nó bắn nhau ngoài này mà. What? Lại đâu rồi? Đéo biết nó đâu rồi không ạ? Gọi chạy cụ đi đâu rồi? Bộ cứu thương đâu? Có bộ cứu thương không anh em ơi? Vừa chạy một cứu thương cái nào? Bây giờ tôi cần một ít phụ kiện nữa.
Bây giờ tôi cần một ít phụ kiện của cậu này nữa thì ngon hơn này. Luôn sẵn sàng cầm cậu này mẹ mà chích cho chúng nó một phát. Cậu này đéo phụ kiện. Tôi cần ít tay cầm mấy ít đấy quá mà tôi có. Bom keo thì có 8 quả đây rồi. Thoải mái. Trong này có gì không? Trong này đéo có gì nốt. Đéo có khẩu ngắm nào nữa nhỉ? À quên, đéo thế nào để tôi test khẩu súng một cái nhỉ? Mẹ, tôi đang muốn test khẩu AWM vẽ nồi ra. Tôi thử bắn một viên vào mõm nó xem nó liệu nó có chết không. Có nòng giảm thanh mà sợ đếch đi. Lên nào, lên nào, lên nào, lên nào, lên nào, lên nào. Có xe máy ở đằng này này. Còn tổng cộng có 5 thằng thôi thì không biết là còn bao nhiêu thằng người nữa. Người cũng sẽ có mà bot cũng sẽ có, chắc chắn luôn. Xe này mình có skin này. Mẹ vào chơi tí cơ mà làm gì căng đấy. Có năng lượng mặt trời nữa này. Này như mấy cái vùng thị trấn nông thôn ở nước ngoài nhìn là kiểu kiểu như vậy. Vòng bo này vào sớm lắm, anh em vào bo sớm sớm tí đi cho nó cẩn thận. Vào muộn cũng không giải quyết được gì đâu. Mình ngó xem một vòng xem có thằng nào. Ồ, có bom keo ở đây nè. Có bom keo ở đây nha. Có thằng nào bắn nhau thế này à? Đúng ta. Ồ, phụ kiện này, con này. Vai cả đài làm phụ kiện thế. Ok, thế là tôi full mẹ phụ kiện rồi, thoải mái rồi. Thằng này chẳng cần gì nữa rồi. Mà hơi ít lựu đạn thì phải. Trong này là có hầm sát của thằng nào ấy. Chắc là chết ngay đầu game rồi. Ông này chắc là bị. Có người này. Có người này. Nó gần đây này. Ở trong này đúng không? Ở trong này sao này? Mày thế còn ăn được nó mà mẹ không toang rồi. Nòng level 3 này. Cậu này phải có phụ kiện thì mới mạnh được. Thằng vừa nãy là người đấy, đéo phải bot đâu không ạ. Thì tôi đứng đây tôi non nhưng mà thằng nào, ôi mẹ vòng bon bên kia kìa. Thầy có lựu đạn không ta? Có lựu đạn này. Có lựu đạn. Có hiểu cái gì nữa là bom kèo thế. Còn đâu có ba thằng thôi mà. Còn lại đéo biết ở đâu nữa. Tôi chạy vòng bên này xem nào. Chạy thẳng hơi nguy hiểm nên tôi chạy quyết định. Tôi chạy con mẹ nó ngang luôn là nó xong. Kiểu gì chẳng có một hai thằng ở trong này. Đang bắn nhau kìa.